tưởng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, làm tốt công tác phát triển đảng, chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định của ngành giáo dục, nội quy quy chế và hoạt động của trường, chỉ đạo phân công của ban giám hiệu, của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Hai là khuyến khích động viên cán bộ giáo viên nêu cao ý thức tự giác tự học nghiên cứu để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Ba là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục như vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận động 20, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự đạo đức tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đưa cuộc vận động và phong trào thi đua vào các hoạt động thường xuyên của nhà trường. 4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động và hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch bộ môn, kế hoạch tổ chức chuyên đề, chuyên môn trong tổ. 5. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề của năm học, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm. 6. Chỉ đạo giáo viên thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường, vân vân. 7. Tổ chức cho mỗi giáo viên đăng ký đổi mới phương pháp dạy học. 8. Tổ chức chuyên đề trong tổ chuyên môn cấp trường, đảm bảo mỗi tháng có ít nhất một chuyên đề được báo cáo trong tổ. 9. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ với giáo viên và học sinh trong năm học, phấn đấu 1/3 giáo viên được kiểm tra toàn diện và 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề. 10. Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng đề kiểm tra theo ma trận tổng hợp quản lý đề kiểm tra, đề đúng quy định và sử dụng hiệu quả việc kiểm tra đánh giá học sinh. Chỉ đạo giáo viên tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với điều kiện, với yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá đảm bảo chính xác chất lượng giáo dục. Phần thứ ba là phần kiến nghị đối với Ủy ban Nhân dân thị trấn, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thị trấn quan tâm hơn tới việc học tập của con em mình, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để nhà trường đảm bảo về cơ sở vật chất duy trì trường chuẩn quốc gia. Đối với phòng giáo dục, tiếp tục quan tâm chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, bổ sung trang thiết bị dạy học cho phù hợp với năm học mới. Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường Trung học cơ sở Bắc Miều. Nhà trường rất mong các cấp đóng góp chỉ đạo kịp thời để nhà trường đạt kết quả cao hơn trong năm học tiếp theo. Cuối cùng xin thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, đảm bảo và an lành. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và thưa toàn thể các em học sinh yêu quý. Trong năm học 2021-2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng và gián đoạn đến việc học tập. Nhưng với sự nỗ lực không mệt mỏi của các thầy giáo, cô giáo, sự cố gắng rất lớn từ các em học sinh, và các em cũng đã đạt được những thành tích xuất sắc trong năm học này. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường lên đọc quyết định khen thưởng học sinh năm học 2021-2022. Xin trân trọng kính mời cô. Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các em học sinh. Sau đây tôi xin thông qua quyết định khen thưởng học sinh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, phòng giáo dục và đào tạo Bảo Lâm, trường Trung học cơ sở Bắc Miều, quyết định số 75 quyết định nhà trường ngày 10 tháng 5 năm 2022, quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh có thành tích vượt trội năm học 2021-2022. Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bắc Miều, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 25 tháng 11 năm 2003, và luật thi đua khen thưởng bổ sung năm 2005, căn cứ thông tư số 32/2020, thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, căn cứ vào tờ trình của giáo viên chủ nhiệm các lớp, căn cứ vào biên bản họp xét của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường ngày 10 tháng 5 năm 2022, quyết định điều 1
khen thưởng 58 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, 117 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và 10 em có thành tích vượt trội trong năm học 2021-2022 có danh sách kèm theo. Điều 2, khen thưởng mỗi em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh có thành tích vượt trội một giấy khen và kèm theo học sinh giỏi là 50.000 đồng, học sinh tiên tiến, học sinh có thành tích vượt trội là 30.000 đồng. Điều 3, các bộ phận kế toán thủ quỹ, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Đỗ Văn Đệ, hiệu trưởng nhà trường đã ký. Sau đây thì xin chính trân trọng kính mời cô Bế Thị Hường và thầy Lưu Hứa An sẽ thông qua danh sách các bạn học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và học sinh có thành tích vượt trội trong năm học 2021-2022. Xin chào, kính mời thầy cô. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Quyết định khen thưởng mà cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh vừa đọc thì chúng ta đã có rất là nhiều các em đạt thành tích xuất sắc trong năm học này. Bây giờ cô sẽ công bố danh hiệu học sinh giỏi và em nào có tên xin mời các em sẽ lên trên sân khấu để nhận phần thưởng. Học sinh giỏi khối 6, Nguyễn Hà Linh 6A, Sầm Thị Thu 6A, Hoàng Văn Hải 6A. Các bạn có tên thì các bạn sẽ lên trên sân khấu khẩn trương nhé. Tiếp theo là học sinh giỏi khối 7, Lầu Mạnh Cường 7A, Lữ Đông Hoa 7A, Triệu Thị Giang 7A, Dương Thị Thu Hoài 7A, Dương Thị Kim Hồng 7A, Triệu Thị Hồng 7A, Phạm Thái Sơn 7A, Nguyễn Phạm Anh Thư 7A, Nông Thị Thùy Trang 7A, Dương Thị Bảo Trâm 7A.
Thank you.
Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các em. Vâng, xin cảm ơn và mời các em về chỗ. Danh sách các bạn học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến sẽ được trao phần thưởng và nhận phần thưởng tại các lớp. Em sẽ lát nữa sẽ nhận phần thưởng với các cô giáo chủ nhiệm nhé. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, khi những chùm phượng đỏ nở rộ tiếng ve xuân gian trong vòng lá ấy cũng là lúc mùa hè đã về. Mùa hè về với các em học sinh là những giây phút nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học vất vả, nhưng với các em học sinh lớp 9 thì lại thật khác. Đây là mùa chia ly xa thầy cô, xa mái trường và bạn bè thân yêu gắn bó suốt 4 năm học. 4 năm quãng đợt thời gian không hẳn là dài nhưng cũng đủ để biến tất cả nơi đây thành kỷ niệm, thành yêu thương. Trước khi tung cánh đến những chân trời mới, sau đây xin mời em Dương Thị Linh, học sinh lớp 9B, đại diện cho 70 em học sinh của khối 9 sẽ lên chia sẻ những cảm xúc của mình với thầy cô và các bạn, các em học sinh lớp dưới. Xin mời em.
Kính thưa 70 em học sinh khối 9, để thay mặt cho các thầy các cô trong hội đồng sư phạm nhà trường, nhất là xin cảm ơn các tình cảm các em đã dành cho các thầy các cô sau 4 năm học. Các em yêu quý, giờ chia tay đã điểm, chia tay để khép lại một hành trình, để bước vào một chặng đường mới. Thầy tin dù chọn con đường nào, các em cũng sẽ cố gắng hết mình để đi đến con đường mình đã chọn và trở thành niềm tự hào cho gia đình và các thầy cô. Hãy tiếp tục phấn đấu và tỏa sáng vì tình yêu và lòng biết ơn đến người sinh thành, dưỡng dục, vì danh dự và tương lai của chính bản thân. Tạm biệt các em, chúc các em gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Chúc tất cả các em bước vào kỳ thi lớp 10 đạt kết quả cao. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi mời các em khối 6, 7, 8 về lớp. Và các bậc phụ huynh về lớp. Còn khối 9 các em sẽ ở lại để chụp ảnh lưu niệm. Và các em trong đội văn nghệ, chúng ta sẽ lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời các thầy cô giáo và các quý vị đại biểu lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Các em học sinh của lớp 8B sẽ ở lại thu dọn phía ghế ở phía dưới. Xin kính mời các giáo viên, các đồng chí giáo viên lên sân khấu khẩn trương ạ.